Dạ, và kính thưa quý vị, thì May ra đời vào tháng 4 năm 2019. Nhưng mà xuất phát điểm của May á, không phải là một sân khấu ca nhạc, mà là một cơ sở homestay và cà phê. Khi mà vào một buổi chiều cùng những người bạn của mình, nhâm nhi những ly cà phê và ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống phía sau thung lũng phía sau này đó, thì mới nảy ra một ý định là trong cái không gian thơ mộng của Đà Lạt mà được lắng nghe những ca sĩ mà mình yêu thích trình bày nữa thì có phải rất tuyệt đúng không quý vị? Và nói là làm, May đã mời ca sĩ Nguyên Hà và tổ chức đêm nhạc đầu tiên vào ngày 27 tháng 7. Và thú thật với tất cả quý vị thì trong vòng 4 show nhạc đầu tiên, May lộ vốn à, chỉ khoảng dưới 200 khách mà thôi. Bởi vì cái thói quen của người Đà Lạt lúc đó là sẽ nghe nhạc vào buổi tối. Xong rồi mới nghĩ rằng là gì? Tại sao lại làm nên một cái show nhạc vào cái khung giờ gì mà lạ kỳ như vậy? Nhưng mà dần dần điều đó đã trở thành thói quen của tất cả những vị du khách đến với Đà Lạt à. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ hai ạ. Hãy liệt kê giúp May 10 nghệ sĩ đã từng trình diễn tại May ạ. Xin mời cánh tay của tất cả các anh chị cô chú ạ. Hãy liệt kê giúp May 10 nghệ sĩ đã từng trình diễn tại May. Chúng ta có thể lên trên fanpage ạ. À, có một em nhỏ phía bên này rất mạnh dạn luôn. Xin mời em luôn. Mẹ đang dắt vô chỗ đúng không? Dạ rồi. Dạ rồi, em vào trong chỗ rồi mình trả lời nha. Rồi, trước khi trả lời câu hỏi này, con giới thiệu một chút về bản thân được không? Con đây là Nguyễn Anh, mới có 7 tuổi đó hả? Mà con mới 7 tuổi thì đi coi show ca nhạc nhiều chưa? Rồi ạ. Rồi hả? Giờ bây giờ con giúp chú liệt kê ra 10 nghệ sĩ đã từng trình diễn tại May nhá. Mọi người có thể nhắc bài cho em bé ạ. Con là Hồ Văn Cường. À, Hồ Văn Cường, chính xác luôn. Một rồi. Trách Long. Trách Long, ngày hôm nay đề là ngày là hai nhân vật rồi. Ngọc Sơn ạ. À. Ngọc Sơn, chính xác ba cái tên. Ai con? Hoài Long. À, chính xác bốn cái tên rồi. Bạch Công Khanh. À, Bạch Công Khanh, năm. Hà Nhi. Hà Nhi. Nam em. Đúng rồi. Lê Hiếu. Lê Hiếu, chính xác, giỏi quá. 8 cái tên rồi. Mọi người đang nhắc cho con rất lớn luôn á. Trung Quân. À, Trung Quân, 9 cái tên rồi. Một cái tên nữa thôi, cố lên. Phạm Khánh Hưng. Phạm Khánh Hưng. Phạm Khánh Hưng. Ai nữa con? Phạm Khánh Hưng. Phạm Khánh Hưng. Đúng chưa quý vị? Đúng rồi, cái tên chưa ạ? À? Dạ, một tràng pháo tay cho em bé của chúng ta mới 7 tuổi thôi thưa quý vị. À, cho chú hỏi chút, ngày hôm nay con đến với Đà Lạt vì điều gì? Vì điều gì? Con đi coi show anh Hồ Văn Cường ạ. À, đi coi show của anh Hồ Văn Cường ạ. À. Rất dễ thương và một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa ạ. À. À, mà con ngày hôm nay con đi với ai? Con đi với mẹ con. Với mẹ thôi hả? Chết rồi, giờ con đâu uống rượu được đâu. À, vậy thì giờ tặng cho mẹ con một lon strong bowl và một phần snack khoai tây ha. Rồi, cảm ơn con rất nhiều, một tràng pháo tay nữa dành cho con. Rất dễ thương đúng quý vị. Và kính thưa quý vị thì để đáp ứng được nhu cầu lắng nghe âm nhạc của tất cả quý vị thì trong vòng 3 năm qua, May đã mời đến Đà Lạt hơn 100...